Rồi bữa nay tại cái nhà xóm Trúc, nhà này là nhà tư gia của Thiên Tướng Kiệt, nhà cá nhân. Mỗi lần mà mưa lớn hay là thiên là nắng ở đây thì kia hay ở đây nè, rộng rộng đây. Bữa nay nhóm con họ Thiên á rất là dũng mãnh, đi bộ thủ tính khoảng nhiêu ta, 4 mai không ta, ở 5 mai á, 5 mai thì ăn 5 chén cơm nha. Trời, nãy đi tới là về tới khúc dưới này mới là thấm, bắt đầu lên cái dốc bên đây nè. Mà hồi nãy ai mà về cuối cùng mà còn về được, hồi nãy có hai ta con với Phương lết sau cùng phải không, cái đuôi nó dài cũng cỡ nhau hơn 500 feet á, cái đuôi dài quá trời dài luôn. Ừ, bữa nay mấy ngày nay mình vòng vòng trên núi nó vui hơn, thay đổi phong cảnh và bụi trúc đồ, cái việc mi tham cũng hơi ngọt. Thì hôm kia là mình làm cái lễ thì có những người có mặt, những người không có mặt, có cái clip bỏ lên rồi đó. Rồi hôm qua thì ngồi ngoài trời, ngoài đó nắng, có nắng nhiều quá, những đứa bị nhức đầu. Cái bữa nay Thụ thấy ở đây có bụi trúc này nè, nó mát. Ok, chỗ nào mà có đồ ăn với có phòng vệ sinh là mình ok. Mình không có cần cái ballroom ở Marriott Hotel hay là khách sạn sang trọng gì chứ. Vậy nó vui. Tiện lợi rẻ tiền. Hôm nay có một mấy người quen á, người ta mới nhắn tin. Nãy ai đâu, con lên đây con nói chuyện. Ở bển nói làm sao con kể nghe, tại đang quay lên mạng mà. Con kể đi, Việt Nam đang làm gì? Rồi, nó không có biết mặt con rồi. Nó mới sợ. Ôi giời, bị bắt to bốn trời mà. Con là Thiên Phương, Thiên Quế Phương. Tại vì hôm qua con có gọi về Việt Nam thì cái chị sát nhà con chỉ nói là chỉ đi lên núi Cấm 2-3 lần, rồi chỉ về chỉ thỉnh mẹ thỉnh cha về chỉ thờ. Thì có mấy người tới bà hỏi chị là mẹ theo đạo nào, cái chị nói là đạo nào đúng thì chị theo chứ chị không có theo đạo nào hết. Rồi cái nó dẹp thờ mẹ, nó dẹp thờ cha, nó lấy cái mặt thiên tâm của chị luôn. Rồi nó nói là chị mới khóc với con gọi cho chị khóc chứ kêu mày qua mày gặp sư phụ, nói sư phụ cứu tao chứ bằng không cách tao chết, tại giờ nó dí tao quá trời đó. Thì con chỉ gọi cho con thì con mới, tại hôm qua con qua đây con gọi trực tiếp cho chị, con nói là con đã gặp sư phụ rồi. Chị kêu con là trời ơi mày có phước quá, tao đi lên núi Cấm mà không gặp sư phụ, thôi mày hỏi sư phụ chừng nào về Việt Nam cứu tao. Cái con mới nói là trời ơi bây giờ cha mẹ chưa cho sư phụ về, sao sư phụ về, chừng nào sư phụ về tôi cũng đi theo sư phụ về nữa, chứ bây giờ con cũng không dám về một mình luôn. Khi nào sư phụ về thì con theo sư phụ về. Thì chị nhắn con là hôm nay gặp sư phụ, hỏi sư phụ là nó dí chị quá trời rồi. Theo thừa biết cha mẹ là Phật, cha trời mẹ đất, cái tánh khôn của mình là cha cho, cái chân thành, cái bóng của mình á, một cái hình hài mà vô vi á là mẹ cho, còn cái hình hài thanh tứ đại này là mẹ Trần họ Nguyễn họ Quỳnh đồ cho. Còn bây giờ đến giờ chót rồi, hồi quan phản chiếu giữa chánh và tà, đến lúc hôm nay là phải Mỹ nó dùng gọi là finalize, final. Thì sư phụ cũng đùng cùng một lúc là sau buổi gặp gỡ chúng ta hôm nay, sư phụ sẽ bớt ra ngoài đường, tại vì cũng có nhiều cái nguy hiểm.
và bất cứ lúc nào Đức Thầy cũng có thể xuất hiện, hay là ngày mai thì mình không biết ngày giờ nha. 80% thì Đức Thầy nói là ta sẽ gặp con trên đất mẹ, ngoài Đức Thầy ra không ai cứu nổi 100 triệu dân đang lầm than đói khổ, càng ngày càng đi đến ngõ cụt của cái sự nghèo đói và bệnh tật thiếu thốn. Và bề trên có nói 6 triệu chim hiền là do cơ trời cơ vận cha và hội đồng chư Phật đưa chúng ta ra hải ngoại. Dầu cho hồi hôm qua có đệ tử Brazil phải không, có 50 người ở trong nước Brazil thôi, thấy nghe cũng tội. Ai ở Brazil vậy? Còn ở đây không? Bác đi về rồi. Về á? À, không có chồng Việt thì lấy chồng mà Nam Mỹ. Rất là tội. Khắp toàn cầu không có nơi nào mà không có dấu chân của người Việt. Người Việt Nam là một cái thánh địa tương lai, một cái đạo thiên tâm ra đời để sau này mình gọi là dùng cái chữ gì nhẹ nhàng ta, để mà thống nhất tất cả các đạo, chứ không phải là thống nhất nghĩa là gom lại một đạo hết. Khi Đức Thầy xuất hiện Ngài sẽ giải thích nhiều hơn. Còn Thiên Đức Việt này là đệ tử của Đức Huỳnh Phổ Sổ, từ đầu tới cuối là Đức Huỳnh Phổ Sổ dạy phụ bên này. Cha mẹ cho ra 2 bài kính thiên, nhưng mà ở dưới hồng trần thì Đức Thầy cũng mang sắc phàm như Kiệt, thì hai thầy trò cứ quật quẹt nghĩa ra được cái đạo. Nhưng mà trong vô vi có hàng triệu thiên binh thiên tướng và hội đồng chư Phật và mấy vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng che chở những đứa con họ thiên mà quay tâm về với cha trời mẹ đất. Và trong những ngày mà cùng cực của cái xã hội hạ hạ quân này, để mà lặp lại cái đời thượng quân thánh đức, gọi là đời thời vàng kim, và xã hội của cái trái đất này rất là xáo trộn, thì Ngài sẽ xuất hiện. Chứ phụ cho Kiệt xuất hiện cái đây 4 năm để mà dìu dắt tất cả những đứa con họ thiên, những người hữu duyên nghe được tiếng nói. Ngày hôm qua có bác kia nói là nói bập bẹ không à, sư phụ nói chuyện vậy mà còn nói à, ngày đầu tiên coi ông thấy bập bẹ quá, đứa nào nói câu đó đệ tử đó không ạ, à, cái sư phụ nói chuyện bập bẹ mắm mắm bập bẹ, bập bẹ vậy mà cứu hôm nay được mấy chục triệu người đó con. Thì nhưng mà chú rất là học hiếu học, trên trời cũng cầm cuốn sách dễ học lắm, học gì cũng lẹ, ca cũng mau biết ca đúng không, bữa ca dễ ẹt bây giờ ca cũng tạm được. Lúc trước nghe nó một một không bây giờ là mọt đó nghe, à, không giờ bây giờ phải giờ rồi. Trở lại chuyện của mình, tất cả những con họ thiên hôm nay ở Việt Nam sẽ có một cái nạn. Khi có cái nạn đó cứ mặc theo đời đi để thuận đời, đừng có chống cự, đừng có gì hết, tại vì luôn luôn lúc nào cha mẹ cũng trong tâm, tại nói này là mấy này bỏ lên clip đó. Cha mẹ trong tâm quỷ mà, trước khi nó chết nó cũng phải làm gì á, cho nên giữa chánh và tà hôm nay cũng là ngày thứ 3, ngày 19 không, và ngày 16 là ngày khai đạo, cha ra cái đạo này để cứu chúng ta, cứu nhân loại tới ngày hôm nay. Thì đúng 6 năm, mà trong các kinh điển là nói 7 năm mà đói khổ của kinh Khải Huyền đó, thì mình chỉ còn không bao lâu nữa mình sẽ thấy những cái sự nhiệm màu kỳ lạ và những cái biến đổi của xã hội khắp tất cả các nước. Hôm nay cái năm thứ mà mấy vị nói là để mà xé nát Trung Cộng ra chia 5 xẻ 7 đó, nó đã hiện lên hết rồi. Thứ nhất là kinh tế phải không, thứ hai là bệnh tật, thứ ba là gì ta, đói khổ, chiến tranh, rồi gì nữa, còn cái cuối cùng là chiến tranh. Mình nói như vậy thì nó sẽ đủ đúng 5 thứ, thì tự động khi 5 thứ này mà hiện lên rồi thì là nó ăn khớp nhau, gọi là đồng bộ á. Cái cơ trời mà thay đổi á, không phải thay đổi riêng nước Việt nha,
nó việc trả lại vậy á, chỉ là một chiếc xuồng con đó sao, chiếc xà lan đó mà không có dầm mà cũng chẳng có bồn, cũng không có máy tu tôm nữa. Thế mà trong cộng với 5-7 nó việc tự động sẽ cục một trôi lên đền á. Thì sáng chiều chim hiền hiền về sẽ cùng với 100 triệu chim hiền ở bên nước nội sẽ làm lại một cái trật tự mới. Đại nhân trần hồi xưa nghĩa là sao phải không? Xưa nghĩa là những cái vô lão mà sẽ đứng ra và tất cả mọi người dân sẽ là chủ của đất nước, sẽ là cái tiếng nói tự do. Rồi tất cả hải ngoại 6 triệu chim hiền về đem tài trí, trình độ và vốn liếng của mình á, về để giúp lại anh em bà con mình vậy. Cho nên hôm nay nãy nghe đệ tử nói như vậy thì sư phụ chỉ khuyên mấy đệ tử bên Việt Nam cứ chiều theo ý họ đi. Quỷ mà hơi đâu, quỷ nó không có cái tâm đâu, nó ác lắm. Ở trên trời cũng vậy, giữa thiên tướng với Adola mà đánh nhau á, sư phụ chả đánh lộn với tụi nó hoài. Mà thiên tướng mà đánh thắng á, thằng Adola hỏi mày có quay đầu tu hành không, nó dạ dạ quay chứ sau lưng lấy dao nó cũng ẹt lại à. Trên trời cũng mới chết thiệt đó nghe, cái chân thần cũng bị chết á, chết rồi cũng tái sanh lên tầng trời kế tiếp, cũng y như thế gian mình vậy thôi. Còn Adola đó, khi mà nó thắng trận nó không cần phải suy nghĩ, nó chỉ có bổn phận nó là giết thôi, không cần suy nghĩ, không cần phải hỏi gì hết. Cho nên ở trời cũng vậy, ở thế gian cũng vậy, con Phật có từ bi, con quỷ không có từ bi. Và đồng tình đồng đội nó chỉ có hận thù và oán ghét và cá nhân thôi. Cho nên hôm nay mình cũng thấy, thì dù không nói nhiều nữa, chỉ nói khuyên lại tóm lại, ở bển sẽ có một cái nạn gọi là giữa chánh và tà. Thì cái hiện tượng này ở trên cũng nhìn thấy, sau này tất cả các con hội thiên sẽ đoàn kết với nhau cùng với Đức Thầy khi Ngài xuất hiện đó, thì giúp sư phụ Ngài 100% sẽ xuất hiện. Kiệt mới về Việt Nam được, nhưng mà cũng có lệnh rồi, sắp về rồi đó. Cho nên hình như mai mốt chắc mình canh nghe, 2 tuần mình ra một cái clip, 2 tuần mình ra Việt Nam tham quay một lần, lần nào rảnh thôi. Còn buồn buồn mình cứ lên núi này nè, mình chơi, mình đi bộ rồi nói chuyện gì cũng được, cũng ra. Bi Chí Dũng, ở Việt Nam tất cả các con họ thiên mà khi đã hiểu cái cơ vận hôm nay nó đi rất là chính xác. Những gì Thiên Nói Kiên nói 4 năm chúng 90%, 10% còn lại cuối cùng là Đức Thầy xuất hiện viếng. Đó là sự thật. Còn hôm nay ai mà đi ngược lại ý trời thì sẽ tiêu hồn tan xác. Chứ còn Phật trời sau này đừng có nói là không từ bi nha. Tại cái người mà ác nhất, quý vị nên nhớ là cái người mà cực kỳ ác là cái người chết nhát nhất. Khi mà họ bắt đầu ấy rồi đó, họ có thể quỳ lại đó, lúc đó muộn rồi. Phật trời không có tính vậy, tính từ ngay bây giờ người ác nhất sẽ là người chết nhát nhất, và đồng thời cũng là người chạy lẹ nhất. Hồi đó có một lần á, nói 75 á, khi mà Việt Nam Cộng Hòa thua trận đó, thì còn về nhà lấy quần áo rồi á. Còn thời nay á, mời cho 100 triệu dân làm chủ á, nó đi còn lẹ hơn nữa, là tự vì tiền đô chuyển qua Mỹ bữa giờ mấy chục tỷ hết rồi, máy bay rồi Việt Nam Airlines rồi có sẵn hết, cho nên đi còn lẹ hơn mình nữa. Mà thật sự bển đâu có phải là 4 triệu người, chỉ có mấy trăm người lãnh đạo thôi. Họ chỉ dơ dét được lúc nào thì họ dơ dét lúc đó, họ không có, họ biết là cờ đã tàn rồi thì họ cứ đẩy xe lên vậy thôi à. Ngày nào ngày mai họ có dãy đạch đạch họ chết, hôm nay họ cũng vẫn nói họ hùng mạnh nữa. Chỉ có lòng dân đã biết hết. Tất cả các dân sau này sẽ đứng lên từ phường cho thành phố,
cho tới tất cả sẽ toàn dân sẽ có một ngày sẽ đứng lên, tại vì đó là cơ trời vì dân. Thì hôm nay á, lòng dân là lòng trời. Cha ở trên để cho tự chúng ta ấy, chúng ta phải đứng lên, 100 triệu dân phải tự đứng lên. Mọi ngành, mọi quân chủng, mọi người thấy cái nào đúng thì đứng lên. Chứ ở trời Phật đã chỉ rõ đường đi nước bước đó rồi. Mà không tự, đầu tiên nó giống như mình phải tự lo cho mình, thì lúc đó người thân mình mới giúp mình, rồi tới lúc đó trời Phật giúp mình, bạn bè giúp mình. Còn dân cũng phải vậy, dân phải tự đứng lên, tự làm cái gì thì lúc đó thế giới, quốc tế và 6 triệu chúng hiền hải ngoại và đồng thời chư Phật mới giúp được. Chứ họ mà không có làm cái gì thì cái cơ vận nó sẽ càng chậm càng trễ, thì kẻ càng chết lần chết mòn. Đó là cơ vận là như vậy. Dân phải tự lực của mình đứng lên. Mỹ nó có cái câu gọi là you stand up with your own feet thì người ta mới kè mình nên đi được. Còn mình mà không đứng bằng hai cái bằng chân của mình á, cũng chẳng có ai kè mình đi được á, không ai giúp mình được. Cho nên trước tiên là mình phải giúp mình, thì bằng cách đó là mình phải có tiếng nói, là tiếng nói thật. Ok rồi quý vị, nói chuyện khác nha, đó là nhắn tin Việt Nam. Stand up vô phía. Yên tâm sẽ có nạn, thì lúc nào cũng vậy mà. Không có nạn mới là chuyện lạ đó, đúng không? Bây giờ khắp nước Việt mấy chục triệu người đeo dấu thiên tâm mà không có cái nạn là thấy hơi lạ. Thì phải có cái nạn, mà khi có nạn cha mẹ đã trong tâm mình rồi, đừng có lo bề ngoài. Cái thằng nó ác nhất là thằng hèn nhất, vì họ đã quá giàu, họ rất là sợ bị trả thù. Bữa nay tính học nói chuyện cuối cùng cũng nói mấy câu, nói cho nghe đến từ thầy nhắn đó. Nhắn là không ghét mình nữa, thôi là lỡ ghét thì đâu ghét luôn. Họ phải do something, chứ không lẽ đó chờ cho bộ kiện về, chờ Đức Thầy xuất hiện. Đức Thầy sẽ không có xuất hiện khi mà dân không có stand up và đeo ôn fit. Cơ trời là gì mà cái luật mà nhà luật mà của vũ trụ thành trụ bại diệt á, là cuối cùng vì dân do dân, thì cuối cùng dân là người sẽ lật đổ, sẽ đứng lên, dân sẽ nổi loạn. Cũng giống như bên Trung Cộng vậy, tất cả cũng là dân thôi. Dân là công an là dân, đúng không? Cũng giống nhau, nhưng mà dân phải tự phải lo phải đứng lên thì lúc đó Đức Thầy mới xuất hiện được. Còn cứ dân mà cứ nằm ở nhà chờ Đức Thầy xuất hiện, chờ kiệt về, chờ hoài không ra đâu. Trên nói vậy á, tự dân phải đứng lên trước. Thì giống y như người đời mình thôi, đứa ai mà muốn người ta giúp thì mình phải siêng năng cần cầu, rồi lúc đó bạn bè mới giúp, rồi lúc đó mới tới những người thân xung quanh, rồi lúc đó mới tới trời Phật mấy vị trên mới giúp mình. Cũng y chang cái luật đó. Lo này đây nó cũng ok quá. Rồi ai muốn hỏi gì không? Hỏi khơi đề tài đi. Mình vừa đi bộ, mình vừa mệt, rồi vừa no nữa. Chỉ mong có gai giỏng mà nằm ngủ. Mà muốn khi mình nói. Just hide.
Nó lên mạng rồi tự. Ở ngoài đó ai hỏi gì không? Mấy ca tiếp nha, cho mấy đệ tử ca đi rượu nghe. Hỏi là đứng gần gần đây nói, đứng xa quá vậy. Ok rồi, rồi, rồi. À, 90 độ. Nó chịu mà cũng sợ, sợ về bỏ là đậu. Chịu tử vì đạo chứ. Dạ nhá, nhịn mặt đâu, đâu có biết. Nó đâu có biết tên đâu, lo gì vậy. Dạ, con kính thưa sư phụ, con có hỏi về ông Trần. À, hỏi. Dạ, ông Trần sẽ ra sao, dạ, quý vị sẽ ra sao. Trâm sẽ ra sao? Trâm cũng như Thiết Kiều vậy, phải bầm dập. Kêu là Thiết Trâm, thành là Thiết Kiều rồi. Thì Thiết Trâm phải bầm dập, te tưa. Rồi Thiết Trâm mới trở lại. Chứ những cái người mà làm việc cho cha, cho Thượng Đế đó, không có người nào mà suôn sẻ không quý vị. Là tại vì tất cả the end of the story của cái đóng phim này á, là lúc nào gia chánh cũng khổ đúng không? Mình coi phim sao thì những người như cho vụ tái sanh xuống trần cũng vậy, ảo cũng vậy. Nhưng mà lại là cuối cùng lại là thắng. Thấy khổ nhưng mà lại thắng. Thấy cuộc đời của Thiên Đức Kiệt này cũng là te tơ đúng không? À, rồi hôm nay được gã thế giới thương. Mà trong khi xung quanh nó có nhiều thằng á, bạn mình mà triệu phú á, nó muốn được vài người thương cũng không ai thương. Tự tánh của nó ác quá nó mới giàu. Bây giờ nó muốn lấy tiền để nó đổi cái tình thương của cộng đồng cũng chẳng ai ngó nữa. Bây giờ quý vị thấy bao nhiêu mấy người đại gia ở đây nè, có thằng nào được dân cộng đồng này ưa không? Cho nên thấy thua mà cuối cùng thắng. Mình ở đây mình bị mấy ông sư quốc danh, mấy chùa quốc danh dưới núi á ghét mình. Không, rồi mấy vị cộng cũng ghét mình, mấy bác hát ô hồi xưa cũng không ưa mình. Nói chung tám bài thoại địch mà cuối cùng hôm nay á, lại người ta hiểu được thì người ta lại thương. Bởi vì cái gì á, nó đi trước hay đi sau thôi. Còn hôm nay mấy thằng công an á, mà vô mà guồng bố bắt bớ mà những cái người đeo dấu thiên tâm này á, dĩ nhiên nó là quỷ rồi. Nó không có ngại địa ngục là gì á. Chỉ có con của ông trời bị thử thách, đó là sự thử thách cuối cùng của mình đó. Dự hội Long Hoa Bi Chí Dũng hay không mà ngay chỗ đó nó muốn vô, nó xé hình cha hay đập bàn thờ của cha hay là lấy dấu thương tâm cái đưa cho nó hết đi, nó làm cha mẹ nằm trong lòng mình mất mớ gì mình phải sợ đúng không? Đó là lời nói vậy đó, cha mẹ nó nằm trong lòng mình rồi. Cuốn kinh nếu mình không thuộc lòng á thì lên online tối đọc tiếp. Nó đốt 1 triệu cuốn kinh cũng không sao nữa. Cuốn kinh nằm trên online mà cứ leo download xuống đọc. Hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Miễn cha mẹ còn trong lòng là ok. Chứ đâu phải vô đập bàn thờ cái là mình ngồi mình khóc đâu. Đúng là cái lũ tạo nghiệp. Ngày hôm qua cha có về. Lúc mà mình làm cái lễ tưởng niệm cha về mẹ về, mấy chư Phật về cũng đông lắm, rất là đông. Mấy vị về núi ngày hôm kia chứ, ngày 16. Bởi vì hôm nay nghe cái tin tức này là đúng, cha nhìn thấy các con họ Thiên, con họ Dạ cho đệ tử con là vững lòng tin. Thì hôm nay y chang á, bữa nguyên văn của cha dạy nha, giữ vững lòng tin. Đó là lời của cha. Hôm kia cha về hiện về cha nói giữ vững lòng tin. Khi mà họ đi đến ngõ cụt không còn lối thoát á, thì họ nghĩ một cái thế lực nào có thể sẽ giống như Trick, giống như là như là gì ta, hả, làm cho họ bị sợ á, mạnh hơn á, thì họ như vậy. Thì họ vô tình họ promote mình á, họ vô tình họ promote, thì họ đập một cái bàn thờ, nhưng mà trong lòng người oán hận càng nhiều hơn, thì sẽ có 1000 bàn thờ khác ở nơi khác. Chuyện nó vậy thôi. Cái này là như cái tên mấy tháng chứ mấy gì cũng có báo trước á. Ngày hôm qua mấy vị trên về
cũng có dạy giữ lòng tin thời sàng lọc mà ma quỷ, mà ma quỷ thời mạt pháp ma quỷ chẳng kể thần tiên là gì mà. Vô bấm cái nút luôn thấp lên lại. Cái cửa lại lắp cho sư phụ mở. Yếu đuối càng làm dữ là càng yếu đuối.